Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ sang cái phần cuối của chúng ta nhé. Chúng ta còn có 4 buổi nữa. Thì tôi sẽ trình bày các bạn về, một là chúng ta sẽ giải một số các bài toán dạng giải toán ấy, các dạng mà để thi đấy, đi thi đấy. Từ đơn giản đến nâng cao, một vài bài để chúng ta có cái hình dung. Và đặc biệt nhất cái phần này là chúng ta sẽ học cách là chúng ta sẽ giải toán bằng cách là chúng ta viết chương trình trên giấy, tức là viết chương trình bằng gọi là một tôi gọi là cái mã giả đấy, pseudo code. Thì đây là cái phần rất là quan trọng. Khi mà chúng ta giải các cái bài toán cái dạng như thi học trẻ chẳng hạn, các bạn thấy thì là chúng ta gần như chúng ta phải giải toán, chúng ta phải lập chương trình dưới dạng thuật toán. Thì như vậy mà để biểu diễn như dễ dàng thì chúng ta sẽ dùng cái mã giả. Thì bây giờ tôi bắt đầu đi vào phần đó, chính là phần rất quan trọng nhé. Thì như sau này, thì chúng ta sẽ phải làm quen với cách, tức là chúng ta phải phiên ra mỗi một cái lệnh của Scratch ấy, thì chúng ta viết ra giấy dưới dạng một cái câu lệnh bằng tiếng Việt hay bằng tiếng Anh cũng được. Chúng ta viết tiếng Anh giống hệt như lệnh đó cũng được, nhưng viết trên giấy. Và chúng ta tập dược cách chúng ta sẽ làm bài ở trên giấy, chúng ta tư duy ở trên giấy để giải cái bài đó. Khi chúng ta mà giải xong trên giấy, chúng ta mới viết lên trên viết vào chương trình Scratch. Thì đó là cách là tư duy rất là đơn giản mà rất là chuẩn xác, chứ không phải là cái bài nào cũng cắm đầu là chúng ta lập trình luôn. Về những cái bài mà liên quan đến giải toán ấy, nó có rất nhiều tư duy về toán, thậm chí nó là những bài là hoàn toàn là toán học luôn ấy. Cho nên là rất cần cái tư duy như vậy ở trên giấy như là chúng ta làm giải toán vậy. Thì cái việc viết mã giả làm cho chương trình làm chúng ta có cái tư duy rất là mạch lạc, rõ ràng hơn, logic hơn. Và chúng ta khi chúng ta tư duy ở trên giấy nó chuẩn rồi thì chúng ta viết vào trong chương trình nó rất là sáng sủa. Các bạn chú ý nhé, thì tôi sẽ cho các bạn luôn. Thì các bạn nào mà mua cái cuốn sách của tôi, vừa tôi viết ra cuốn sách là tuyển tập để thi học trẻ, cho đó tôi viết rất là kỹ cái phần đó, cái phần mà làm mã giả. Thì tôi sẽ viết trên tôi cho các bạn xem luôn nhé. Bây giờ tôi sẽ in ra trên màn hình cái để tôi copy đã. Để tôi sẽ đợi tôi một chút, để tôi đợi tôi một chút nhé. Để tôi bật kia lên, tôi bật kia, phải bật cái Zalo lên đã, để tôi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Rồi thì chúng ta cùng nhau một chút nha, để tôi một chút thôi. Thì đầu tiên chúng ta làm quen với một số các cái lệnh mà đây. Đây nhé, thì đây là phần đầu tiên đây nhé, đây. Đây nhé. Thì ở đây tôi ghi ở bên trái là các lệnh Scratch bình thường, chúng ta vẫn quay về nói đúng không nào? Và ở giữa bên phải là cách chúng ta viết cái lệnh đó bằng gọi là bằng mã giả. Thì có thể có hai cách viết, một là viết bằng tiếng Việt hay viết bằng tiếng Anh, là chú ý nhé. Nhưng mà cái lệnh input, khi mà bất cứ một bài toán nào nó có phần input và output ra, thì input chúng ta dùng các cái lệnh như lệnh ask để mà ta nhập một cái giá trị vào một cái biến, là biến m chẳng hạn nhé, đó. Còn lệnh đưa ra thì cho dùng lệnh say, và viết trên mã giả là output hoặc là dữ liệu ra. Lệnh wait thì chúng ta đợi là lệnh đợi một giây, lệnh wait nhé, hay như vậy thôi. Lệnh wait until viết như này, hoặc đây là wait until đây, điều kiện đây. Lệnh nếu thì đây, nếu thì nhé, if đây nhé, if đây nhé. Viết dễ dàng, viết rất là dễ dàng. Nhiều đây biết là đây chính là cái lệnh if, đây chính là lệnh này. Đấy. Thấy không nào? Đây là lệnh if then else, đây là if else đây. Chú ý là sau if thì là điều kiện xuống dòng là chúng ta phải viết thuật vào nhé. Khi xuống dòng thì if là thuật vào. Đấy. Nếu xuống dòng là thuật vào. Đây có thể một hoặc là nhiều lệnh ở đây này, đó nhé. If điều kiện xuống dòng thuật vào là các lệnh mà đi liền với lệnh if này. Nếu điều kiện này đúng thì ta hiện thấy cái lệnh này là lệnh 1 này nhé. Còn else là nếu mà điều kiện này sai thì thiết lệnh số 2 ở đây. Đấy, có thể là có nhiều lệnh nhé. Đấy. Lệnh lặp repeat gặp với một số lần cố định, chúng ta dùng lệnh lặp n lần hoặc là repeat n lần ở đây. Đây các lệnh lặp.
Vi thuật vào nhé, vi thuật vào. Rồi. Repeat until là lặp cho đến khi điều kiện. Repeat until đây, súng dòng và viết các lệnh đọc là thuật vào. Đây là vô hạn, forever, để cho dùng nó chính lệnh forever ở đây. Còn cái lệnh là lệnh for đấy, lệnh lặp cho y chạy từ 1 đến n và các lệnh lặp ở đây, hay là for y bằng 1 đến 2n, lặp cái lệnh này để trong lệnh lặp này thì ở trong Scratch không có trực tiếp, chúng ta phải dùng một cái lệnh như này. Set y bằng 1 xong nó repeat n. Các điều kiện lặp ở đây và đây là change y by 1 ở đây. Nhưng mà cái lệnh này này nó tương đương với là một tổ hợp các lệnh ở trong Scratch. Chúng ta chú ý nhé. Đấy, chúng ta chú ý cái việc đó nhé. Đấy. Bây giờ làm sang cái phần tiếp theo để chúng ta hình dung nhé. Đây là những cái phần rất là quan trọng. Các bạn về các bạn xem kỹ lại cái này để chúng ta sẽ làm quen. Chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Đây, phần tiếp theo nhé. Đây là lệnh lặp mà lệnh for i to 1 đến n step k, tức là bước nhảy nó là k. Thì ta được dùng lệnh là set i bằng 1 này, repeat ẩn thiên như này nhé. Và các lệnh lặp ở đây là chuyên i by k. Để cho chúng ta một chút tí nhé. Đây là repeat ẩn thiên. Thì tương đương với lệnh while nhé. Repeat ẩn thiên not. Not đây là trong khi các điều kiện này. Thì ta đây là lệnh while nhé. Rồi là stop on thì là dừng toàn bộ, stop on. Đây lệnh là stop this script, chúng ta dùng lệnh là dừng hiện thời hay là stop this. Còn đây là stop other script in sprite thì ta dùng lệnh là dừng khác là stop other. Cách viết đây, đây là cách viết bằng mã lệnh tiếng Anh này, bằng pseudo code nhé. Lệnh gán này, lệnh train này, lại là viết đây này. Lệnh bổ sung một số vào một cái dãy. Đây, bổ sung là S10 to A nhé. Đây là lệnh xóa toàn bộ các phần tử của một dãy A. Lệnh xóa một phần tử A, ta viết là AK, ta viết là đen AK như này nhé. Hoặc là xóa AK. Lệnh truy xuất phần tử thứ K của dãy A, ta viết là AK như này. Đó. Lệnh chèn một cái số vào cái dãy A tại vị trí K. Chúng ta dùng lệnh này là insert AK10 như này. Đó. Là chèn 10 và A tại chỉ số K. Đây là lệnh là gán thay đổi trực tiếp một giá trị của một phần tử của A tại địa chỉ số K. Chúng ta đặt là lệnh gán AK bằng 10 hay là AK bằng 10 đây nhé. Đây là lệnh length of A là lệnh length hay len A nhé. Lệnh dùng cái nào cũng được. Đây là lệnh A contain X là A chứa X hay không. Là X in A nhé. Dùng lệnh này cũng được. A chứa X hoặc là X in A đều được cả nhé. Đó. Đây là cái lệnh là gì? Là tính cái số thứ tự của cái số x ở trong A, là chỉ số của x trong A, chứ lệnh là index AX hay là file AX. Đó, chúng ta chú ý. Đây là những cái vậy chúng ta có thể dùng cái lệnh này này, chúng ta viết ra nó tương đương một cái lệnh của Scratch và chúng ta sẽ tư duy ở trên cái gì? Ở trên cái mã lệnh này, mã lệnh bảng tiếng Việt này nhé. Mình lo thêm một chút nữa phần cùng nữa. Và phần cuối là như thế này. Là với các phép toán chúng ta mô tả như sau nhé. Chúng ta chú ý khi chúng ta mô tả các phép toán ở trong Scratch ấy, thì chúng ta dùng cái bảng này. Đây, chúng ta dùng cái bảng này nhé. Đấy. Đây này. Đây. Cái phép toán làm tròn xuống, làm tròn phần nguyên của một số x xuống, chúng ta dùng là lệnh chính lệnh floor này, hay là trong tin học chúng ta dùng hiệu này này, hiệu này nhé, xuống này, gạch ngang phía dưới này, x gì đây, hai gạch ngang, cái gạch ngang và có gạch phía dưới thì đây là làm tròn xuống nhé. Thì trong Scratch là cái lệnh cái hàm floor này. Còn phép toán làm tròn lên chúng ta dùng là ceiling nhé. Ở trong các cái phép hàm của Scratch dùng ceiling và kiểu là gì, là như này, kiểu là gạch ngang phía trên đó, thấy không nào. Thì trong khi mô tả các lệnh
bằng mã giả thì tôi có thể dùng hoặc là dùng lệnh floor, hoặc dùng ký tự như thế này, hoặc dùng lệnh ceiling, hoặc dùng cái này cũng được. Đây là phép toán với phép phép cộng này, phép trừ này, đúng không? Phép nhân này, phép chia bình thường nhé. Còn đây là 10 mũ. Đây là phép mũ nhá. Phép mũ nhá. Thì cái A mũ B thì đây là thì cách khi mà muốn mô tả phép mũ A mũ B ở trong ở bên ngoài thì chúng ta dùng cái này, một trong hai cách này là được cả nhé. Lệnh A mốt B chính là A mốt B. Bên ngoài vẫn dùng hoặc là A rồi là dấu phần trăm B cũng được. A phần trăm B là cách mô tả trong Python. Còn cái A mốt B này này là mô tả ở trong Pascal và C. Đấy, chúng ta dùng cái nào cũng được nhé. Còn đây là lệnh là đây là phép chia nguyên. Phép chia nhưng làm tròn xuống là floor của A chia B, hay là chính là A dip B. A dip B. Hoặc là trong ở trong Pascal là A dip B, ở trong Python là A hai gạch chéo B nhé. Còn ở trong hoặc có thể viết lại là floor trong floor AB A chia B cũng được. Là cách viết là ở trong Scratch nhé. Để phép chia làm tròn lên thì là dùng lệnh ceiling. Là ceiling A chéo B như này. Đó. Còn phép nối, phép cộng sâu thì chúng ta không dùng phép cộng bình thường mà chúng ta dùng cái dấu này nhé. Chúng ta dùng cái dấu dấu cộng tròn thì là mô tả cái phép cộng sâu. Thì cộng được cộng hai sâu, có thể là cộng một số và một sâu, cộng một số, cộng hai số, ghép nối hai số lại với nhau thì cũng dùng cái dấu này nhé. Đó. Lấy một ký tự của một số hay một sâu, chúng ta lấy một ký tự dùng cái hàm này ở trong cái nhóm toán tử đây là letter e of sc thì chính là se hay là ni ở đây hay là ni, lấy cái tự thứ y của số thì n, còn đây là cái độ dài sâu hay độ dài các cái độ dài của cái số thập phân n, dùng cái hàm length đó. Thì như vậy trên đây là các bạn có chú ý đây, trên đây là những cái bảng mà quy ước cái ký hiệu để mô tả cái mã giả khi chúng ta giải một cái bài toán ở trong lập trình Scratch nhé. Đó. Thì chúng ta sẽ không, với những bài toán dạng này chúng ta sẽ không lập trình ngay mà chúng ta phải tư duy, chúng ta phải giải nó ra ở trên giấy đã. Nôm na thêm nghĩa đó là chúng ta tìm thuật toán cho nó đấy. Tìm thuật toán để tìm cách giải cho nó. Chúng ta viết lời giải ở trên giấy trước. Sau đó chúng ta mới viết ra ở trong chương trình. Các bạn đã hiểu chưa nhé? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm xong bài tập. Phần này là phần còn rất nhiều bài tập nhé. Và hiện nay là chương trình thi tin học trẻ là họ chuyển hết sang cái dạng này. Thế ra tôi bản thân tôi không thích đâu. Vì đối với tôi học sinh tiểu học thì không nên sa đạp những cái này lắm. Những cái này là học từ cấp 2 trở lên thì hợp lý. Còn cấp 1 thì cho các cháu là tập làm game, tập chương trình, tập làm trò chơi thì hay hơn là cái này. Nhưng mà thôi được, vì là trung đoàn đã làm rồi, chúng ta sẽ phải theo thôi nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ giải một số bài toán từ bài toán đơn giản đã nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải một bài toán nhé. Chúng ta giải một số bài toán sau đây nhé. Đầu tiên tôi làm một số bài toán dạng đơn giản đã nhé. Và tôi sẽ tăng dần cái độ khó nhé. Hiện nay các tỉnh thành đang tổ chức thi đọc trẻ ở cấp tỉnh thành phố đấy, và đến tháng 7 này là bắt đầu thi ở cấp quốc gia. Thì bây giờ là cuối tháng 4 rồi, thì còn khoảng 2 tháng nữa thì các bạn có thể thông qua cái trình này, các bạn có thể là tập luyện làm các bài tập đấy, trong cuốn sách mà tôi vừa viết đấy, mà các bạn có thể theo xem là các bạn làm cái giải của tôi, các bạn xem tham khảo và các bạn sẽ cùng nhau giải các bài toán khác nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ở đây tôi tôi thầy ơi, thầy cho con xem lại cái hàm tính số mũ ạ. Cái gì cơ? Thầy cho con xem lại hàm tính số mũ. Hàm mũ là hàm này. Đây, dùng cái hàm này này. Đây này. Hàm này nhá. Đây này. Yeah. A mũ B chỉ là đây là 10 of A xong lại nhân với log của B. Đó, được chưa? Yeah.
Đấy. Hoặc là e, hoặc là đây là e mũ thì đây là hàm ln, còn là 10 mũ đây là hàm log nhé. Đấy. Đây là cái bảng này nó có tương đương khi chúng ta cần viết cái viết cái lệnh, chúng ta có cái cách viết tương đương ở trên giấy. Các bạn có hiểu không nhỉ? Đó, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ tôi làm một bài toán đơn giản trước nhé. Đây, bài toán đơn giản trước này. Đấy. Tôi thu nhỏ lại cho nó. Rồi. Bài toán 1 làm thử nhé. Chúng ta làm trước một số bài toán đơn giản đã, còn chúng ta sẽ tăng dần cái độ khó lên sau nhé. Đấy, để chúng ta cùng nhau phân tích và chúng ta cùng nhau làm một số bài toán đơn giản. Đây, bài 1 nhé. Bài 1 như thế này. Bài 1 là như sau. Bài 1 là nhập từ bàn phím hay là nhập số, chỗ trước hay là nhập số tự nhiên n và tính s bằng 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng 1 trên n. Đấy. Bài này rất là dễ đúng không nào? Cái n nhập số tự bàn phím rất dễ, như chúng ta tính s gì, chúng ta tạo ra một cái biến là biến s gì, và chúng ta tính cái tổng kia. Thì cái làm như sau nhé, chúng ta tạo một cái biến k nên là biến chạy, và cho làm như sau. Bây giờ tôi mô tả cái em nó gọi tôi mô tả gọi là cái pseudo code nhé, pseudo code hay là dùng từ là mã giả để giải cái bài toán trên. Đó. Thì cái mã giả này tương đương với một chương trình trên Scratch, nhưng mà chúng ta mô tả nó bằng gì, bằng ở trên giấy. Các bạn hiểu không nào? Thì hầu hết tất cả những cái bài toán mà cần dạng giải toán ấy, chúng ta nên tập luyện để chúng ta giải nó trên giấy trước khi chúng ta viết ra giấy. Trước khi chúng ta giải nó bằng chương trình. Các bạn đã hiểu chưa? Cái làm như sau nhé. Đây. Bài này rất đơn giản, tôi làm nhanh nhé. Thì chúng ta làm giải như sau. Chúng ta đầu tiên chúng ta là viết cái đoạn chương trình là chúng ta là này. Input nhé. Input là số n, thấy không nào? Input n. Đây chính là cái lệnh là nhập số n từ bàn phím đấy. Input đầu vào của chương trình là số n. Chúng ta dùng từ input nhé. Sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta lệnh đây là lệnh số 1 này, lệnh số 2 là chúng ta gán lại đặt biến s bằng 0. Có thể viết hai lệnh trên một dòng được không sao cả, vì là cái mã giải là không quan trọng lắm, chúng không cần chặt chẽ quá đâu. Chúng tôi có thể viết là phẩy, ở đây chúng ta viết là k bằng 1 cũng được. Đấy, tôi để nhé. Thế là hai lệnh đấy, lệnh s bằng 0 và lệnh k bằng 1, chúng ta tạo hai cái biến. Một cái biến là s gán là ban đầu bằng 0, và biến thứ hai là biến là k biến chạy là gán ban đầu bằng gì? 1. Sau chúng ta làm như sau, chúng ta dùng lệnh lặp là repeat, đúng không nào? Repeat là n lần. Đấy. Sau repeat chúng ta xuống dòng và viết thụt vào nhé, là s bằng s cộng với 1 trên k, được chưa? Và sau chúng ta tăng k lên một đơn vị, k bằng k cộng 1. Đấy, thì sau cái lệnh lặp này thì lại tính xong s gì, và đây chúng ta output s. Thì đây chính là cái đoạn mã giả hay là cái lời giải bài toán viết bằng pseudo code. Tôi ký hiệu tại dãy số, đây là 1 này, đây là 2 này, đây là 3 này, đây là 4 này, đây là 5. Như vậy lại cái lệnh này viết bằng mã giả nó có 6 lệnh đấy cả. Thấy không nào? Có 6 lệnh. Và cái lệnh này nó tương đương các lệnh ở trong Scratch. Bạn đã hiểu không? Rất là hiểu đúng không ạ? Đây. Thế là chúng ta gì? Chúng ta phải nhập, đầu tiên chúng ta nhập vào bàn phím là SN là số đầu vào đây. Chúng ta cần hai cái biến là biến s và biến k. Chúng ta gắn ban đầu là s bằng 0, k bằng 1 ở đây. Sau chúng ta lặp repeat n lần. Lặp n lần. Thì như vậy chúng ta tăng s lên 71 trên k. Đấy. Và chúng ta tăng k lên một đơn vị và cứ vào vòng lặp lại, lặp cho n lần thì xong. Và cuối cùng ra chúng ta là output ra. Được chưa? Thì bây giờ tập thử các bạn xem, bây giờ tôi sẽ tập thử nhé. Đây tôi làm thử một cái trình này nó rất đơn giản. Chúng ta vào đây này. Đó. Thì tất cả những cái bài mà giải toán ở trên Scratch thì chúng ta không cần cầu kỳ, chúng ta dùng lên con mèo là cũng được, không cần quan trọng gì cả nhé. Đây làm như sau nhé. Đây tôi tạo ra ba cái biến ban đầu nhé. Một cái biến là đầu tiên biến là n này, đúng không? Biến thứ hai là biến s gì? Và biến thứ ba là biến k. Chúng ta cần ba cái biến
đó, mang cái biến đó, được chưa? Đó. Đấy nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ giải này, bắt đầu nhé. Khi vào chương trình này, đây, đoạn này chúng ta nhớ lại một tí nhé. Đây. Input N, nhập N vào bàn phím, sau đó chúng ta gán S bằng 0, gán K bằng 1, sau lọc. Lệnh này là xong, đúng nào? Mà chúng ta làm lại nhé, đây. Đầu tiên chúng ta vào cái lệnh này, lệnh sensing chúng ta là nhập số N, đúng nào? Chúng ta biết đây là nhập, nhập số tự nhiên N. Đấy. Và chúng ta gán đây, set N bằng. Đấy, thì đây hai lệnh này này chính là cái lệnh là ứng với là cái dòng lệnh là gì, ứng với dòng lệnh là input N ở đây. Bây giờ chúng ta làm lệnh này S bằng 0 K 1 đây, chúng ta làm tiếp tục nhé. Chúng ta set S bằng 0, S bằng 0, sau đó chúng ta set K bằng 1. Đấy. Sau đó chúng ta lặp repeat N lần. Đấy, chúng ta biết N lần. Bài này đơn giản, nhanh N lần đúng không? Đấy. Thế một lần như vậy, chúng ta làm như sau. Chúng ta tăng S lên, S bằng S cộng 1 trên K và K bằng K cộng 1. Chúng ta làm như sau. Chúng ta dùng là trên S. Trên S. Bài bao nhiêu? Bài là 1 trên K. Chúng ta phải có một cái phép chia ở đây. Phép chia. Đấy. Phép chia ở đây nhé. Phép chia ở đây là 1. Vào chỗ dưới này là K. Và K. Được chưa? Và phép thứ hai là tôi chuyên K bài 1. Mấy cái đoạn cái lệnh này này. Nhưng mà nếu mà K là 1 rồi sau này lại lấy 1 chia K thì nó sẽ vẫn ra là 1, thì sao không để 1 luôn vào đấy? Phải tăng K lên 1 mà, đầu tiên là 1 nhá. Bài chúng ta là bài này cơ mà, bài chúng ta là cái bài là tính nhá, S cộng bằng 1 cộng 1 trên 2 cộng 1 trên 3 cộng 1 trên N mà. Thì 1 trên đây chính là 1 trên K đấy. Đúng không nào? Ta phải tăng K lên. K tăng K là được K 1 này. Tăng K lên 2, 3 trên N là xong. Đúng N. N phép toán. N lệnh là xong. Đấy. Và cuối cùng chúng ta đưa ra bằng cái gì? Đưa ra bằng cái lệnh là say thôi. Say. Đấy. Và chúng ta đưa ra được cái S này ra. Đấy. Đấy. Thì đây chính là cái đoạn toàn. Đây chính là cái chương trình. Chương trình của giải cái bài toán này. Nhưng mà chúng ta không làm ngay ở trên màn hình, mà chúng ta phải giải nó qua bằng cái mã giải này. Đấy, thấy không nào? Như vậy là giải các bài toán mà thuộc cái dạng giải toán, chúng ta bắt buộc hay là cho phải tập luyện để giải nó ở trên giấy trước. Đấy, cái chỗ là chỗ đối với các bạn là rất là khó nhé. Đương nhiên đối với các bạn nhỏ tuổi là rất là khó. Trên chỗ này mà giáo viên là cần phải biết để mà dạy cho học sinh cách tiếp cận với cách viết như này. Đấy, đây là một chỗ mà bắt buộc phải học đấy nhé. Chính mà đây chính là chỗ mà theo tôi là chỗ khó đấy, khó đối với học sinh để học. Cái này thực hiện với học sinh cấp 2, ngay học sinh cấp 3 thôi. Học sinh cấp 3 bây giờ là bắt đầu học về thuật toán. Khi nói về diễn giải thuật toán bằng mã giải là rất nhiều bạn học sinh cấp 3 là rất là khó hiểu. Đây là một chỗ rất là khó của cái phần này đấy. Chính vì vậy mà chính bản thân tôi rất là phản đối cái chuyện là đưa các cái giải, các cái bài toán, cái dạng giải toán này cho học sinh tiểu học. Nhưng mà đây là bộ chua là đã làm rồi cho mình phải theo thôi. Đấy, chứ còn thật ra là cái phần nó hơi khó một chút, nhưng mà thôi được. Thế nên chúng ta làm những bài toán rất là dễ trước. Thì thấy đơn giản như vậy thôi nhé. Đây chính là giải của nó đây. Tôi chạy thử nhé. Đây. Nhập số nhân bằng 10 chẳng hạn thì nó ra một cái số là như này. 2,293 làm số thập phân. Đấy. Tôi cho là 100 chẳng hạn thì nó ra là số này 5.19. Thấy không nào? Nó cái được giải ra nó chỉ xấp xỉ thôi, nó không phải là chính xác. Nhưng mà cũng thế là đây là một tập đúng nhá. Bây giờ tôi lưu lại này. Ghi lại chúng ta nhớ lại chúng ta ghi lại. Lớp chúng ta là lớp nào? Để tìm lớp chúng ta đã nhé. Chúng ta là cái lớp nào? Đây lớp này đây. Hôm nay là bài số 9 nhé. Đây, bài 1 là tính tổng S gì nhé. Đấy. Chúng ta hiểu chưa? Biết tôi lại sẽ làm bài số 2. Tôi làm một số bài dễ trước nhé. Ngoài nào khó chúng ta làm cho bài tập mà khó đó nhé. Dễ là dễ trước nhé. Bài 2 này. Bài 2 như sau nhé.
72 là cho trước là nhập 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 số n từ bàn phím giúp từ bàn phím nhé. Và tính tổng sau đây. Tính tổng là gì? Là S bằng 1 bình phương cộng 2 bình phương cộng vân vân cộng n bình phương. Đấy. Mấy bài này là khó một chút lên nhá. Chúng ta cùng nhau chúng ta vẫn phân tích một chút nhá. Thì cái bài này là bài như sau. Thực ra nó cũng không khó nhá. Bài này làm bắt đầu khi các bạn làm quen với những cái bài tập mang tính giải toán ấy, tức là nó có một chút cái tính chất là thuật toán ấy, là nó có chút tính chất gọi là tính tối ưu đấy, là có thời gian của một chương trình khi chạy nhé. Thì hiện nay tôi không rõ lắm, hiện nay tôi không rõ cái đề bài mà cái vòng chung kết như nào, tôi không rõ lắm là không biết người ta có tính thời gian không, nhưng mà là thông thường một cái bài toán ấy, gọi là thuật toán ấy, bài toán ấy giải trên trên lập trình thì nó có nhiều cách giải. Về tổng thể mà nói thì là một cái bài toán chung nào đó thì ở trong thiên học nó có nhiều cách giải, bạn chú ý nhé, không phải có một cách giải đâu. Với môn toán ấy thì thông thường chúng ta chỉ tìm một cách giải thôi, nhưng với thiên học thì nó có nhiều cách giải, cách 1, cách 2, cách 3, đấy, nhiều cách khác nhau nhé, để chúng ta chú ý. Và với cách khác nhau này thì người ta làm thế nào để người ta nói là cách 1 hay hơn cách 2, cách 2 hay cách 3, hay là làm thế nào để mà tìm hiểu, để mà đánh giá được cái tính tối ưu hay tính hay của nó, cái tính hiệu quả của nó, thế nào là tính tối ưu của một cái cách, của một cái lời giải. Các bạn chú ý nhé, để chỗ từ này hơi khó, nó chậm. Thì như vậy là một cái bài toán giải trên lập trình ấy, tin học ấy, thì có thể nó có nhiều lời giải. Thì cái tính tối ưu nó là nằm ở đâu? Tối ưu thì thông thường nó nằm ở sau, nó nằm ở hai cái ý. Một là cái lời giải nó đơn giản, nhìn vào dễ hiểu, đó là một cái tiêu chí để đánh giá. Nhưng cái tiêu chí này thì là ít đánh giá hơn, ít là ít nhắc đến hơn bằng cái thứ hai là cái thời gian chạy là nhanh. Đấy. Thời gian chạy là phải là nhanh. Đấy. Cái phần này mới là phần quan trọng, mà cái phần này mới là cái phần mà rất là khó đối với học sinh nhé, rất là nhanh. Nhưng mà hiểu thế, nhưng mà tôi hiện tôi mang lại chúng ta khi chúng ta tìm lời giải của bài toán ấy thì thông thường ấy là nên tìm cái lời giải sao cho nó chạy nhanh hơn. Đấy. Là tìm lời giải mà chạy chậm hơn. Được chưa nào? Đây là một chỗ rất là khó đối với học sinh. Tức là cái nội đặc tính hiệu quả của thuật toán ấy. Thì ngay cả với các anh chị học cấp 3 hay là sinh viên đại học học phần này cũng thấy khó, nên là các bạn, trên phần này tôi chỉ nói lướt thôi nhé. Khó. Nhưng mà tuy nhiên những bạn chú ý như sau nhé. Cũng nó tính là bù trừ như sau, một cái lời giải mà là chạy không tối ưu lắm ấy thì thường nó lại là đơn giản, còn một cái lời giải mà tối ưu ấy thì nó lại phức tạp. Đấy. Cho nên hai cái này nó lại không phải đôi nhau, nó lại bù trừ lẫn nhau. Thường là chạy chương trình mà đơn giản ấy thì ăn chạy thì lại chậm, thì ăn chạy nhanh ấy thì nó lại bị chậm, à, tức là nó lại phức tạp. Bây chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái lời giải bài này nhé. Thì cái bài tập này là cái bài tập như sau. Các bạn thấy nhé, về bài tập đó nó là tổng của 1 bình phương, 2 bình phương, n bình phương. Thì tôi gọi cái này là số hạng tổng quát là số hạng số k, thì nó chính là bằng k bình phương không? Thì chúng ta chỉ cần tính là gì? Là S bằng 1 bằng là tổng của 1, 2, k bình phương, n bình phương, cho k chạy từ 1 đến n là xong. Cho nên là cái bài giải này có một lời giải rất là nhanh. Thì chúng ta mô tả luôn lời giải. Cách 1 nhé, lời giải này. Lời giải 1 hay là cách 1 là cách làm bình thường, là cái lời giải ngắn, không phải lời ngắn mà lời giải dễ hiểu. Thì chúng ta giải nó là tương tự như bài lúc nãy, chúng ta dùng cái vòng lặp như thế này này, chúng ta giải là giống này. Đấy. Lấy ý tưởng của bài trên nhé, chúng ta giải cái bài số 2 này. Đấy, thì cho lấy ý tưởng là như sau nhé, đây cái giải như sau nhé.
Bây tôi mô tả cái cách một là pseudocode như sau nhé. Đầu tiên chúng ta đưa input vào, input n được chưa, sau đó chúng ta tạo ra cái biến sc đặt bằng 0, cũng như vậy thôi, chúng ta đặt cái sc bằng 0 và đặt một cái biến k là biến chạy, ban đầu nó là bằng 1. Đấy. Sau đó chúng ta dùng lệnh là repeat, repeat lại n lần, được chưa nào. Và chúng ta viết lệnh sau là s bằng là s cộng với k nhân với k, hay là k bình phương. Đấy. Tổng k bình phương đây mà, và đây là k bằng k cộng 1, được chưa. Và đây chúng ta output ra ngoài, output s. Thì đây là cách 1 nhé. Cách 1 rất là dễ hiểu, đơn giản. 1 lệnh này, 2 lệnh này, 3 lệnh này, 4 lệnh này, 5 lệnh này, và lệnh thứ 6. Đó là cách 1 nhé. Cách 1 là cách đơn giản, nhưng mà nó sẽ chậm. Cái này chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Lát nữa tôi sẽ giải trên màn hình mà các bạn thấy là vì sao nó chậm, tôi sẽ nói. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu sang cách số 2. Cách thứ 2 là cách giải cái nhanh hơn nhưng mà phức tạp hơn. Cách 2 là như sau. Cách 2 lời giải 2 là như sau. Lời giải 2 là chúng ta sẽ tìm cách là tìm công thức tổng quát. Chúng ta tìm công thức tính, tìm công thức tổng quát để tính nhé. Để tính là 1 bình phương cộng 2 bình phương cộng n bình phương. Đấy. Có tính được không? Đấy, đây là cái việc mà tìm công thức tổng quát để tính cái này, nó là một cái bài toán các bạn ạ. Nó là một bài toán chứ không phải cái, nó hoàn toàn không phải là một cái bài tin học, mà nó là một cái bài toán thuần túy. Thì theo tôi biết cái bài toán này là nó cái bài toán mà tính tìm công thức tổng quát của 1 bình phương cộng 2 bình phương cộng n bình phương. Cái bài toán này học sinh lớp 7 mới học, tôi biết là như vậy. Nhưng mà ở đây nếu bạn nào mà biết cái thức này thì ta thấy nó làm sẽ rất là nhanh, được chưa. Thì tôi luôn cái đáp số này, đáp án nhé. Mà muốn về mặt toán học mà nói thì chúng ta phải chứng minh được công thức cơ. Đáp số như sau là công thức tính như sau. Công thức tính là như sau nhé. Là 1 bình phương cộng 2 bình phương cộng 3 bình phương cộng n bình phương. Là công thức như sau. Công thức như bằng là công thức bằng chính là n nhân n cộng 1 chia 2 cộng với n trừ 1 nhân với n nhân với n cộng 1 chia 3. Đấy, bạn thấy là rất phức tạp. Đây. Đây chính là công thức rất quan trọng. Công thức này là công thức mà cho ta cái tổng cái công thức tổng quát của gọi có được công thức 1 nhé, của tính 1 bình phương cộng 2 phương cộng 3 của n bình phương. Thì giải bài này chúng ta phải chứng minh được công thức 1 cơ, chứng minh bằng toán học cơ. Đó. Thì cái chứng minh học này là nó vượt quá kiến thức của, vượt xa kiến thức của tiểu học. Này phải lên cấp 2 mới hiểu được, phải cuối cấp 2 lớp 8 lớp 9 thì mới hiểu được. Còn đầu cấp 2, lớp 6, lớp 7 cũng chưa chắc đã hiểu những cái này. Đấy. Thì đây tôi không chứng minh. Tôi cho nôn na là các bạn cứ về nhà các bạn làm thử nhé. Cái chứng minh cấp 1 này nó luôn có hai cái chứng minh. Ngay cả cái bài toán 1 này có hai cái chứng minh. Tôi luôn gợi ý để các bạn thấy nhé. Có hai cách chứng minh. Công thức 1. Cách thứ nhất là chúng ta dùng quy nạp. Các bạn về nhà quay xem lại thế nào là bước là dùng quy nạp. Và cách số 2 là chứng minh tưởng mình. Chứng minh bằng cách là tìm cách tính công thức tưởng mình. Chúng ta giải ra. Được chưa? Đấy. Thì hai cái này đều được, cái nào cũng được, miễn là ta phải chứng minh về mặt toán học. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm như sau. Bây giờ tôi sẽ giải bài này theo cách số 2 nhé. Giải 2 là như sau. Và lần nữa tôi sẽ giải cho các bạn với hai lời giải này và cho chúng ta sẽ phân tích một chút nhé. Lời giải 2 như sau.
dạy hàm như sau nhé. Input, input là gì? Input là n. Lại thôi, ta viết s thì bằng bằng cái gì? Bằng cái này. Đây, ta viết là s thì bằng cái này. Đây, bằng cái này này. Ta viết lại nhé. S bằng như sau. S bằng thôi viết, ta viết hàng ngang cho nó dễ nhé. Viết biết bằng là n. N nhé, n. Ôi giời. N này. N này sao bị sao nhỉ? Sao nó bị mất cái mút N nhé. Để tôi một chút. Tôi để trên cho nó dễ nhìn. Cho nhớ cái này nhé. Đây, cho để trên này nhé. N nhé, N cộng 1 chia 2 cộng với N n trừ 1 nhân với n nhân với n cộng 1 chia 3. Đấy. Xong chúng ta output ra ngoài. Output s ra ngoài. Đấy. Được chưa? Nó có đây hai hai nó có 3 lệnh rồi. Nhưng mà chúng ta có bài này chúng ta có 2 lời giải nhé. Đấy thì thế là lời giải nào nhanh nhanh hơn, tối ưu hơn vì mặt thời gian. Đấy thì lát nữa các bạn sẽ phân tích. Hiện nay chúng ta chưa hình dung được nhưng mà tôi trả lời luôn nhỉ, là cái lời giải 2 này nhanh hơn hẳn so với lời giải 1. Khi n mà càng lớn ấy, n mà rất lớn ấy, lời giải 1 nó càng chậm. Lời giải 1 nó độ dài cứ theo thời gian chạy của trình 1 này nó phụ thuộc vào n. N càng lớn ấy thì nó chạy càng lâu, vì ở đây phải lặp là n bước, các bạn thấy không nhỉ? Lặp n bước cho nó, nếu mà n càng lớn ấy, thì nó chạy càng lâu. Còn với cái bài lời giải 2 này thì cái lời giải này nó không phụ thuộc vào n bao nhiêu, nó cũng chạy rất nhanh, chạy nhanh gần như tức thời. Chứ cái lời giải này là lời giải 2 này là tối ưu hơn về mặt thời gian. Cho nên là nếu như mà chương trình của chúng ta, nếu như ban giám khảo mà có cái yêu cầu về thời gian chạy thì làm lời giải 2 sẽ được tối ưu tối đa là 10 điểm. Còn lời giải 1 thì chúng ta họ chương trình người ta đưa ra khoảng 10 cái bộ test, thì là giải 1 nó chỉ đúng cho 8 bộ test thôi, và có thể hai cái bộ test mà n lớn ấy, nó sẽ không thỏa mãn về thời gian, chứ làm cái bộ này sẽ được 8 điểm thôi, lấy ví dụ như vậy. Mà theo tôi biết thì như thế này là đối với cấp tiểu học thì người ta bỏ đi cái yêu cầu về thời gian, cần biết đúng là được thôi. Như vậy là với cái suy nghĩ đó thì cả hai lời giải này đều đúng cả. Bây giờ tôi chúng ta sẽ cùng nhau bây giờ tôi sẽ cùng các bạn giải cả hai lời giải đó nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem là chúng ta cùng nhau thử nghiệm trên màn hình luôn xem là nó chậm nhanh chậm như thế nào nhé. Cái phần này là phần rất quan trọng đấy nhé. Phần này tuy nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nó rất quan trọng. Tức là chúng ta ở đây chúng ta lần đầu tiên chúng ta cảm nhận được thế nào là thời gian chạy của một chương trình. Thế nào là một cái lời giải, thế nào gọi là tối ưu về mặt thời gian. Đấy, đây là những khái niệm rất là cơ bản, rất là đầu tiên. Đấy. Vì đã là giải toán trên máy tính là phải biết cái đó. Còn không biết thì cũng được, không sao, nhưng mà đã có cái tư tưởng là cần phải tìm ra thuật toán, tìm ra giải tối ưu thì nó phải như vậy. Nó khác hẳn với tư duy khi chúng ta làm phần mềm nhé. Phần mềm là nó khác hẳn luôn. Nó có những cái phần mềm, nó có những cái tiêu chí khác, tiêu chí về giao diện đẹp, tiêu chí về chuẩn xác, rất nhiều tiêu chí khác, và thiết kế chương trình cho nó hợp lý, nhân vật vẽ phải đẹp, mà giao diện là phải xịn, phải vân vân, phải đúng theo cái yêu cầu về mặt tương tác. Còn cái lời giải này là phải, vấn đề là đáp số ra phải đúng và thời gian phải nhanh. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài số 2 nhé. Bài số 2 vẫn là cái đó thôi. Bài số 2 nhé. Chúng ta cần giống như bao chia, chúng ta cần ba cái biến là biến n là 1 này. Biến n nhé. Biến n này. Biến s này. Và biến k để chạy nhé. Để chúng ta sẽ làm hai cách. Cách 1 và cách 2 nhé. Đây cách 1 đây.
Cách 1 là chúng ta sẽ đây, đầu tiên chúng ta sẽ nhập vào nhập số in n nhé. Số tự nhiên n. Sau đó chúng ta sẽ set n. Rồi. Sau đó tôi sẽ đặt là tôi sẽ đặt s bằng 0. Tôi sẽ đặt k bằng 1. Và tôi lập n lần. Bài này hai bài này dễ dàng, lập dễ dàng, lập n lần nhé. Và một lần như vậy tôi trên s bài bài gì? Bài k nhân k. Đây tôi kéo cái này vào. Đúng không? Là k nhân k. Đấy. Sau tôi chuyên ca bài 1. Và khi xong rồi thì tôi đưa ra bằng lệnh này, bằng lệnh say. Say cái em S. Đây là cái cách 1 đấy nhé. Chạy thử cho bạn xem nhé. Thì tôi cho n bằng bằng 100 này, đưa ra này. Đấy. Có thấy không? Chúng ta thử cho thế ngay, tôi thử ngay, tôi thấy ngay nhé. N bằng 1000 nhé. 1000. Cũng rất là nhanh đúng không nào? Lần nữa tôi cho được lớn nữa cho bạn thấy nó sẽ chậm hơn nè. Bây giờ làm cách dòng cách 2 này. Cách 2 tôi vẫn để ở đây cho tiện thôi. Cách 2 tôi vẫn để ở đây, tôi để cho tiện, nhưng cách 2 tôi vẫn để bên cạnh này. Cách 2 đây nhé. Đấy. Tôi vẫn cách 2 cái này vẫn giống như vậy, tôi copy sang. Nhưng cách 2 tôi làm như sau. Tôi sẽ tính thẳng luôn là đây, tính thẳng luôn. Cách thứ 2 là không cần qua cái lọc này, tôi tính luôn là công thức này này. Đây. Đây. Hãy viết cái này ra hơi dài một tí nhé, đành chịu vậy nhé. Cách 2 là như sau. Cách 2 là tôi làm như sau. Cách 2 tôi lệnh thứ 2 tôi chỉ việc tính cái SC thôi. Set S bằng S cho nhỏ lại nhé. Đấy, bắt đầu là tính này. N nhân N cộng 1 chia 2 xong cộng với N trừ 1 cộng với N trừ 1 nhân N cộng 1 chia 3. Cái này là như vậy, cho nên là 4 phép tính. Đây là 3 phép tính. Hai phép nhân và một phép chia ở đây, đây là bốn phép tính, ba đây là một phép nhân và một phép chia, đây là hai phép nhân và một phép chia. Chúng ta làm chú ý nhé, đây là cộng lại, hãy cộng lại với nhau. Mình sẽ làm như sau này. Đây, đầu tiên là tôi làm cái số đầu tiên đã. Đầu tiên nó sẽ là như thế này, nó sẽ là phép nhân đây và một phép chia đây. Đấy, thấy không nào? Đấy. Đầu tiên là n nhân n cộng 1 chia 2. Này, đầu tiên sẽ là n. Chỗ này là n cộng 1. Chỗ này là phải đưa vào đây là cộng 1 vào đây. N cộng 1 đúng không? Tôi copy cái này vào. N cộng 1. Đấy. Tôi đưa cái này vào đây. Đấy. Đây là một số hạng nhé. Đấy. Số hạng thứ 2. Số hạng thứ 2 là 2 phép nhân. Đây 2 phép nhân. Đúng không? Và một phép chia. Tôi đưa cả cái này vào đây. Đấy. Phép chia này, đây là phép chia 3. Phép chia 3. Đây sẽ là n trừ 1 nhân n cộng 1. Tôi copy cái này xuống, n cho vào đây. Và giữa đây nhé. Và bên phải là n, bên phải là n, là n trừ 1. Bên trái là n cộng 1. Thấy không nào? Tôi copy cho nhanh nhanh như thế. N trừ 1. Và bên trái, bên phải là n cộng 1. Và tôi đưa cái này vào đây. Đưa cái này vào đây. Đưa cái này vào đây. Và cuối cùng tôi làm phép cộng. Phép cộng đây. Cái số này này là ở chỗ đầu tiên này. Đấy. Và số thứ hai này ở đây. Đấy. Và tôi đưa cả cái này vào đây. Đấy. Thấy không nào? Được chưa? Đấy. Bây giờ tôi chạy thử nhé. Bây giờ cái thằng này là bây giờ muốn chạy cái bên này tôi bỏ cái này ra. Từ bên này nhé, đây này, bên này nó vẫn là bằng 1000 này, nó vẫn là đây tôi chưa đưa ra cái lệnh say đây nhé. Bây giờ thử này, bên này 100 này. Đấy, vẫn thế đúng không? Thế thầy kéo bên phần cốt sang bên phải cho con xem nốt cái phần này. Đây cho là dưới này nhé. Đấy, nhìn thấy chưa? Nó chính là
các bạn phải suy từ cái phải suy từ cái bên này ra thôi, như này chúng ta luôn 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 nhìn vào cái luôn nhìn vào cái phần mã giả nhé. Cái mã giả là vô cùng quan trọng, cái phần giải toán này là bắt buộc chúng ta phải viết ra mã giả cho ra giấy, nhìn vào cho nó dễ hiểu đã, nhìn vào cho nó thật hiểu ta mới chuyển sang làm ở trên gì, chuyển sang làm ở trên 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 máy tính. Đấy. Các bạn thấy không nào, được chưa? Bây giờ tôi chạy thử nhé, đây chạy thử cho các bạn xem, bây giờ chạy thử đây cho nhỏ đây, hơi nhìn hơi bé bé một tí nhé, được chưa? Còn thử hỏi vế nào vào 1000 này, rất nhanh. Bây giờ tôi thử chạy thử nhé, bây giờ tôi chạy thử là với n, bây giờ tôi thử ở trên trước nhé này, bây giờ tôi bỏ con này ra này, chạy ở trên trước nhé, đây ở trên đây, à quên mất nữa, bây giờ cả hai là không được nhé, đây này. Bây giờ chạy thử ở trên nhé, ở trên cho là 1 triệu nhé, 123 123 được chưa? Enter này, đấy lâu không nào? Đấy một lúc nó phải là từ đấy con thấy nó phải là mất là 2 tích tắc nó mới xong. Bây giờ tôi sẽ chạy thử nó ở dưới cái dạng là bài toán thứ hai sẽ là 1 triệu nó ra như nào nhé, 100000 enter ra ngay. Cái lần thứ hai là nó ra nhanh, không cần phải tức là ra ngay. Bây giờ bài toán ra xem nhé, bây giờ tôi cho bài để các bạn cảm nhận được cái sự nhanh nhưng chậm nhất. Bây giờ bỏ lên đang uống à. Bây giờ cho cái này là 1 tỷ luôn nhé, 1 này, 123 123 123 1 tỷ nhé. Làm cách 1 nhé. Làm cách 1 nhé. Thầy lâu lắm rồi. 123 123 123 này. Đấy, thế bắt đầu là lâu chưa? 1 tỷ là rất lâu đấy nhá. Tức là 9 cái số n mà là 10 mũ 9 ấy. Thông thường bây giờ khi mà làm kế toán người ta cho phép n là chạy đến khoảng đến 10 mũ 9 là khoảng 1 tỷ. Thế lâu, các bạn thấy lâu, nó khá lâu đấy. Và nếu mà người ta giới hạn thời gian cái bài này là chỉ là phép chạy trong 1 phút hay là chỉ trong 2 giây thì là bài này sẽ với cái dữ liệu test là n bằng 1 tỷ nó sẽ không ra, nó rất chậm. Đấy, không chưa ra nhé. Bây giờ tôi đóng lại và tôi sẽ chạy thử cách thứ hai. Đây, tôi chạy thử cách thứ hai nhé, đây. Cách thứ hai đây, tôi cho n bằng 1 tỷ nhé. 100000000 là 1 tỷ này. Nó ra ngay lập tức, tuy nhiên nó ra có số không phải là chuẩn lắm nhưng mà cũng nói chung nó ra ngay lập tức, nó ra rất là nhanh nhé. Đó thì đó là cách mà chúng ta chú ý nhé, cách chúng ta chú ý là cái bài này người ta không cho được 1 tỷ đâu, cái bài này chỉ cho đến, tôi kiểm tra cho bao nhiêu là vừa nhé, 1 triệu này, về cho đến 10 triệu nhé, 123 123. Lại này. Ừ, từ bỏ chưa bỏ cái này ra rồi, biết rồi, chạy lại nhé, 123 à xin lỗi, 10 triệu này, 123 123 đấy, 10 triệu ra cái này nhé, rất nhanh. Vì tôi thử 10 triệu cho cách 1 nhé, cách 1 đây này, cách 1 nhé, 123 123 đấy, khá lâu không nào? Thì các bạn thấy rõ là để chúng ta bắt đầu cho ta cảm giác nhưng mà cái bài này có 2 lời giải thì lời giải 1 rất đúng, rất dễ hiểu nhưng mà nó hơi chậm một chút đấy. Thì khi chúng ta tìm lời giải thì cố gắng nhất để tìm được lời giải tối ưu nhất thì càng tốt, nếu không thì cách 1 cũng được, nên cái lời giải cái 1 là ra đây rồi nhé. Như vậy hai bài này thì cả 2 lời giải đều đúng nhá, các bạn chú ý nhé, đều rất đúng, lời giải nào cũng đúng cả, các bạn chú ý nhé. Bây giờ này tôi chỉ làm đây là bài 2 nhé, bài 2 tính tổng. Dạ như nhanh hay đúng nhanh hay chậm gì miễn nó đúng là vẫn được điểm thôi. Đúng rồi. Dạ. Với tiểu học thì chắc là người ta không tính thời gian, nhưng mà cấp 2 là không được nhé, với cấp 2 cấp 3 là bắt buộc phải tìm lời giải tối ưu. Đấy, nếu bạn nào mà tìm lời giải không tối ưu thì sẽ bị trừ điểm. Thế tôi nói rồi. Cái bài này là lấy ví dụ bài này nhé, bài này nếu mà cho sinh cấp 2 làm nhé, nếu mà sửa cho công sinh cấp 2 làm thì ai làm cách số 2 này sẽ được 10 điểm luôn của bài này, cách 1 chỉ được 8 điểm thôi. Mà về đây là đấy là về cấp 2 cấp 3 thì như vậy, cách 1 thì không vì nó về
lớp 1 là các học sinh nó cũng quá nhỏ cho nên người ta không sẽ không người ta bỏ qua, người ta không tính đến cái phương án là tối ưu hay là không. Nhưng mà để từ đó để các bạn biết à, như vậy là có cái chuyện tối ưu nhé. Nhưng mà khi mà chúng ta đã làm cái bài toán mà mang tính giải toán ấy thì đều phải có cái tư duy à, cái bài này nó có nhiều cách làm lắm, thì chúng ta cố gắng tìm một cách làm mà nó mà tối ưu nhất có thể có được. Tất nhiên để tìm tối ưu là khó, không dễ đâu. Bài này là còn dễ đấy, nhưng mà hát rất là khó đấy, không dễ. Chính như vậy mà bản thân tôi là cũng không, bản thân thầy cũng tôi cũng rất là phản đối cái chuyện này. Tôi không muốn cho học sinh học cái này đâu. À, nhưng vì là vì các cái sếp ở trên yêu cầu như vậy thì chúng ta làm thôi nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm sang một cái bài bài khác. Như vậy bài này có rất nhiều cách làm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái một cái bài khác nhá. Đây, chúng ta giải một cái bài số 3 nhé. Một cái bài số 3 thì khác một chút, không sao. Cái bài này thôi, bài 3 nhé. Bài 3 là yêu cầu gì? Yêu cầu là tính tổng một dãy có quy luật sau. Tính tổng một dãy có quy luật sau là 1 cộng 5 cộng 9 cộng 13 cộng vân vân, và cho trước số cuối cùng của nó chính là 205. Được chưa? Bài này là rất là dễ. Bài này không gây khó đâu, nhưng mà chúng ta cùng nhau chúng ta thử xem à, bài này chúng ta sẽ cho sẽ giải như thế nào cho nó hợp lý. Được chưa? Vì bài này số nó cụ thể, để mà làm cách nào cũng được mà. Được rồi, thì chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta đưa chúng ta đây chúng ta phải phân tích xem là cái như vậy là cái quy luật là cái gì? Quy luật của cái dãy này là cái gì? Thì bạn thấy ngay đúng không? Quy luật gì? Là cái số sau hơn số trước là bao nhiêu? Là 4 đơn vị, hay là số sau bằng số trước cộng 4 đơn vị. Đấy, ý nghĩa của nó là thế nhé. Tức là cái số trước là số số trước của nó là gì? Là số trước là số A, thì cái số tiếp theo của nó chính là A cộng 4. Đây là như vậy, đây là 10 dãy. Người ta gọi cái này là gì? Là một cấp số cộng với công sai là 4. Thì như vậy là cái dãy trên là cái dãy gì? Cái dãy trên là một cấp số cộng với công sai bằng 4. Được chưa? Thì các bạn thấy cái khái niệm là cấp số cộng này là khái niệm mà cấp 1 không hề có đâu, cấp 2 mới có. Như vậy rất nhiều bài toán của chúng ta cho sinh tiểu học, nhưng mà là nó rất là khó với học sinh. Mà thường chúng ta cùng nhau giải thôi. Bản chất của nó thì bản chất là số sau hơn số trước là 4. Số bắt đầu là 1 và chúng ta phải cộng cho đến khi mà gặp cái số 205 thì dừng lại. Thấy không nào? Đấy, thì là cái làm như sau thôi. Đây nhé. Thì chúng ta làm như sau nhé. Thì cái số đầu tiên nó là số 1. Sau số tiếp theo nó là số làm. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta phân tích như sau. Chúng ta sẽ gọi gọi cái gọi đấy k là cái số là cái số là cái là cái số hạng là số hạng đang xét của cái dãy trên. Thì cái ta thấy là cái bước sau của nó là gì? Ban đầu thì k bằng bao nhiêu? Thì k bằng 1. Bước sau thì là k sẽ tăng lên là gì? Ta tăng lên là cộng 4. Và khi nào dừng dừng khi mà dừng khi mà k bằng gì? K bằng 205. 205 là dừng lại. Đó. Được chưa? Bây giờ ta làm như sau thôi. Bây giờ ta làm như sau. Bên này là cái số lần số cụ thể để mà nó không phải tổng quát, không phải phục vụ n cả, nó rất là nhanh. Chứ tôi làm như sau nhé. Đây, lời giải như sau nhé. Đây, bây tôi lời giải bằng chúng ta mô tả cái lời giải của nó. Lời giải bằng một pseudo code nhé. Thì sao nhé? Input là gọi là không 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 còn còn nữa, tức là có sẵn đấy rồi. Chỉ cần là ra thôi, tôi làm như sau nhé. Đây tôi mô tả lời giải. Chúng ta đặt có biến là biến s và về biến k. Biến s là cái biến là tính tổng, còn k là cái số ban đầu của nó. Thì ta làm như sau.
Đầu tiên ta đặt S thì bằng gì? S thì bằng bằng 0 và K ban đầu bằng 1. Và chúng ta lặp lặp liên tục. Khi nào mà K mà vượt quá 25 để dừng lại, chúng ta dùng lệnh là repeat until K. Khi nào mà K mà lớn hơn 25 để dừng lại nhé. Bằng bởi vì K bằng 25 vẫn tính. Vì số cuối cùng là 25 mà khi K bằng 25 vẫn tính, phải vượt lên trên thì ta mới dừng lại. Ta dùng lệnh là repeat until K lớn hơn 25. Ta chú ý nhé. Đấy, ta chú ý cái công thức của nó là như vậy. Và chúng ta làm như sau. Ở đây là lệnh làm như sau là S bằng S cộng với K cộng với K, và đây là K bằng K cộng với 4. Đấy. Mà đây chúng ta output ra ngoài. Output là S. Thế đây chính là lời giải của bài toán. Lời giải này là hoàn toàn tối ưu nhé. Rất tối ưu rồi. Tất nhiên với cái số mà cái số 25 ấy cùng hai số này mà lớn ấy, càng lớn nó càng chậm hơn tí, nhưng không sao, nhưng mà nó vẫn là một số hữu hạn thôi thì nó vẫn rất là nhanh, được chưa? Đấy, thì đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Như vậy là một số các cái bài, một số những cái bài mà một số các cái bài mà nó dễ dàng như này thì thậm chí chúng ta là không cần lập trình nữa. Chúng ta giải ra thế là xong, đây coi như đây là giải rồi. Chúng ta có thể nộp bài. Tôi lấy ví dụ thế ở trên lớp ấy. Nếu các bạn làm trên thạo rồi, đây là một lời giải, đây là thuật toán. Đây là mã giả. Đây là mã giả. Lời giải bài toán. Đấy. Mà khi chúng ta đã hiểu rồi thì thậm chí là chúng ta có không cần lập trình vẫn có thể hiểu được rồi nhé. Thì lập trình là cái phần chúng ta phải về nhà ra làm thôi nhé. Cái bài này ta dừng ở đây nhé. Bài này lập trình mà thôi, chúng ta dừng lại đây và chúng ta làm sang bài số 2, bài tiếp theo nhé. Đấy. Bài tiếp theo nó ná như này nhưng mà khác một chút nhé. Đây bây giờ chúng ta làm như sau. Bài tiếp theo là một cái bài mà tổng quát hơn cái bài này và nó rộng hơn. Chúng ta cùng nhau tính toán thử nhé. Bài số 4 đúng không nào? Bài 4 của chúng ta là chúng ta định nghĩa thế nào là một cái cấp số cộng đó rồi. Set một cái cấp số cộng. Số cộng với cái số bắt đầu là A và công sai kiểu là D. Thì số này là số như sau, số này là dãy như sau. Dãy này sẽ là gì? Cái dãy này là như sau, cái dãy này sẽ như sau. Dãy này như sau. Như sau. Nó gì? Nó là gì? Nó là A này, số hạng thứ 2 là A cộng D này. Số hạng thứ 3 là A cộng 2D. Số hạng thứ 4 là A cộng 3D. Cứ như vậy. Dãy này gọi là dãy 1 nhé. Dãy 1. Đó. Ta cái số sau hơn số trước là D. Hiệu hơn số sau là D. Cái bài trên này là gì? Cái bài phía trên này là cái bài mà số sau hơn số trước là 4 nhé. Bài này là 4 đây này. 1, 5, 9, 13, 25 nhé. Số cùng là 25. Chưa? Thì với bài toán cấp số cộng này chúng ta có rất nhiều bài toán. Rất nhiều bài toán. Thì tôi mô tả các bạn một bài cụ thể nhé. Bài toán như sau. Bài toán như sau là cho trước là nhập số tự nhiên n cần tính như sau. Cần tính tổng n số hạng đầu tiên của dãy 1, n số hạng đầu tiên của dãy 1. Đấy. Như vậy với bài này là cho trước là A, D và N. Nhá. A, D là hai con số mô tả cái dãy một cấp số cộng là có ý nghĩa như là cái phần 1 kia kìa. Đó. Cho trước N. N là số bất kỳ, N có thể là 1, 2, 3, 100, 1000, có thể là 1 triệu, 1 tỷ, đó là tùy cái chúng ta chưa biết đúng không? Đó. Thế thì làm sao mà tính được tổng của N số hạng đó? Được chưa? Thì các bạn thấy là cái như vậy là cần gì?
Cần phải tính tổng sau đây, cần phải tính này, cần phải tính cái, cần phải tính cái tổng sau đây nhé. Tổng như này này là a cộng với nhé, a này cộng với a cộng d cộng với a cộng với 2d cộng vân vân. Số cuối cùng là số gì? Là a cộng với n trừ 1d. Đấy. Đấy. Cần tính cái tổng này này. Đấy. Tổng này tôi gọi là tổng số 2 nhé. Như vậy là bài toán này suy về gì? Suy về là cho trước a, d và n mà cần tính cái tổng 2. Đấy, thấy không nào? Nó khác cái bài trên là cho trước cái dãy số đó và cho trước số cuối cùng. Bài dưới này thì không phải như vậy, bài dưới này là cho trước số đó và cần cho trước số n, không phải cho trước số cùng, cho trước là tổng số thứ n nhé. Và bây giờ chúng ta cần phải tính. Thì cách thứ nhất là cách chúng ta dựa trên công thức cho tính thôi, cách cách một nhé. Lời giải này, lời giải như sau, chúng ta sẽ làm hai cách. Lời giải cách một là dễ hiểu hơn rất nhiều, dễ hiểu. Lời giải thứ nhất là dễ hiểu và ta tính trực tiếp từ công thức chúng ta tính thôi, cách một nhé. Thì lời giải như sau này, chúng ta dựa trên cái đầu tiên là a, đầu tiên là a cộng d, cứ số sau cộng số trước là d thôi mà rất là nhanh, mà tổng số là n số cho nên rất là nhanh. Chúng ta làm như sau này, bạn thấy những cái lát nữa tôi sẽ làm bài này ở trên máy tính để chúng ta hình dung nhé. Đây, đầu tiên ta làm là đầu tiên là input nhé, luôn có input nhé, input đây là a, d và n. Đấy. A, d là hai số tự nhiên, xác định một cái bộ số của một cái cấp số cộng. Đấy. A là số bắt đầu, d là cái số mà cái số sau nó tăng lên, cứ mỗi số là tăng lên là d so với số ở phía trước đó. N là cái tổng số các số cần phải, là số các số cần phải tính tổng, được chưa? Rồi, chúng ta làm sao, chúng ta đặt s thì bằng gì? Đặt s thì bằng bằng không ban đầu, và chúng ta đặt một cái biến k nhé, biến k ban đầu, biến k bằng cho là bằng không, bằng không. Đấy. Và rất đơn giản thôi, chung được với n số chúng ta lập đúng n lần là xong. Đây, chúng ta làm sao, chúng ta sẽ lập repeat n lần, được chưa? Như sau, gọi như lại thì là s thì bằng s cộng với k nhân với, xin lỗi, đây chứ, s cộng với đây này, để đợi một chút nha, số sau. Từ các bạn đợi 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 một chút nhé. S bằng S cộng với A cộng với K nhân với D. Đấy, nhân với D. Cái số này là cái số hạng thứ 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 K của nó là như này này. K là cái hệ số mà. Số đầu thì là S cứ sau cộng với A cộng với K nhân D, được đưa K bằng 0, xong K tăng lên. Đúng không? Xong dưới này là chỗ này là k bằng k cộng 1. Giáo thì Sao? cô giáo Đấy, chúng ta nhìn thấy rõ chưa? Nhé. S bằng 0 này, được k bằng 0 nhé. K bằng 0 thì đầu tiên là số đầu tiên là chỉ là a thôi. Số thứ hai là a cộng số số tiếp theo là k bằng 1, cho nên số tiếp theo nó sẽ là a cộng với d. Số thứ hai, số tiếp theo là a cộng 2d, cứ như vậy. Giữa các dòng nói này này, đấy nhé. Cộng thêm vào như này này, đấy. Đấy, được chưa? Thế thì và là cuối cùng là chúng ta output ra ngoài, output là S đây, đây chỉ là thuật toán này của cái bài toán này đây nhé. Thế không nào, để thực hiện đây là 1 nhé, đây là 2 này, đây là 3 này, đây là 4 này, đây là 5 này, đây là 6 này, đây là 7, được chưa? Đây, đây là đều là đúng hoàn toàn. Đấy, hoàn toàn. Thì câu hỏi đặt ra là gì? Liệu có lời giải nào tối ưu hơn không? Lời giải này thì các bạn thấy nếu n mà nó tăng lên ý, thì nó sẽ chậm,
vì đây cho lặp để lặp chỗ này, cái lệnh này là cái lệnh thứ tư này là lặp n lần, cái đoạn này là lặp cái chỗ này này là lặp đi lặp lại là n lần. Như vậy n nó lớn ý, thì nó sẽ bị chậm. Đó, thì có cách nào mà tính tổng được một lần ngay không? Thì đáp án là có nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả cách số 2. Đấy, bài này là bài cũng rất là hay luôn nhé. Chúng ta cùng nhau giải bài số 2. Thì kiến thức của bài số 2 này là phải là nó hơi phụ thuộc vào kiến thức của toán học một chút. Một toán này là toán học cấp 1, một toán này là toán cấp 2. Cách 2 nhé. Cách 2 là chúng ta sẽ tính trực tiếp, tính cái tổng 2. Thì hay là tính cái công thức của cái tổng 2 này. Tổng 2 này. Đó. Chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé. Thì cái tổng 2 như sau này, cái tổng số 2 đó sẽ như sau, nó sẽ bằng này, bằng là gì nhé? Với lại này a này cộng với này. A cộng với d cộng với a cộng với 2d cộng, cứ như vậy số hạng cuối cùng là a cộng với n trừ 1 nhân với d. Đấy. Tổng cái chỗ này này, cái chỗ này là đúng n số được chưa? Bây chúng ta tách ra thì có thấy là đây nó có là có một cái a này, đây có cái a nữa này, tất cả có mấy cái a nhỉ, 1a 2a 3, tổng cộng có n cái a, cho tách ra nó sẽ bằng là bằng n nhân với a. Đấy, thấy không nào? Cộng với ở bên trong, cộng với là d cộng với 2d cộng với vân vân và cộng với là n trừ 1d. Đấy. Chúng ta tách ra và chúng ta thấy tách ra cái là các số a, tách ra n số a như vậy nó chính là na, và bên phần còn lại là sẽ là d cộng 2d cộng 3d cộng vân cộng n trừ 1d. Như vậy phần còn lại là có n trừ 1 số. Được chưa? Bằng cái dạng này. Thấy không nào? Như vậy đây chúng ta thấy nhé. Giờ bây chúng ta làm tiếp tục nhé. Đây. Bằng này. Bằng đây là na cộng ở đây tôi cho đây ra ngoài. Bên trong còn lại là 1 cộng với 2 cộng với 3 cộng vân vân cộng với n trừ 1. Đó. Thấy không nào? Thì các bạn chú ý nhé. Thì đây cho thấy là có cái tổng từ 1 n trừ 1. Đấy, cái tổng này này. Đấy, thì các bạn chú ý nhé, là 1 cộng với 2 cộng với 3 cộng vân vân cộng với n trừ 1. Thì cái tổng này các bạn chú ý. Cái tổng này các bạn luôn phải nhớ nhé. Cái tổng này là tổng này là tổng rất quan trọng mà chúng ta luôn nhớ cách nó công thức tổng quát đấy. Nó chính là bằng gì? Nó chính là bằng là n nhân với n trừ 1 chia 2. Đấy, chú ý nhé. Công thức này các bạn phải học thuộc lòng nhé. Học thuộc lòng luôn đi. Để dùng rất nhiều ở trên thực tế đấy nhé. Được, công thức này cũng là lên lớp 7 mới học đấy. Nhưng mà nếu mà học sinh mà đã tham gia giải toán, đây cái bài tập này là bài tập rất đơn giản nhé. Còn có rất nhiều bài tập phức tạp hơn. Tôi muốn cho các bạn xem như vậy là có một số bài tập mà ngay từ bạn ấm mở động ở cái dạng rất đơn giản rồi nhưng mà cũng đòi hỏi kiến thức toán học hơi cao một chút. Chúng ta ra từ đây chúng ta bằng nhé, vậy bằng này bằng là na cộng với gì, cộng với n nhân n trừ 1 tất cả chia 2. Đấy. À, xin lỗi, nhân với d, đây là d đấy mà, nhân với d đấy nhé, đây là d nhé, d. Đấy, bằng, được chưa? Đây là D công thức rồi. Hoặc chúng ta có thể viết lại bằng như này. Chúng ta cho cái n ra ngoài đi. Cho n ra ngoài nó ra cái gì? Cho cái n ra ngoài thì nó sẽ bằng n nhân với a cộng với d nhân với n trừ 1 chia 2. Đấy. Để hiểu như vậy, S là cái này. Nhưng mà đây là công thức rất là ngắn gọn và chúng ta sẽ giải cái bài toán 2 này rất là nhanh. Cách 2 là giải như sau nhé. Đây, cách 2 như sau. Cách 2. Lời giải cách 2 của bài toán này là như sau. Là chúng ta làm như sau. Đây. Chúng ta chỉ cần viết lại sau là input. Input của chúng ta là a, d và n. Chúng ta đặt s bằng
Với lại cái thức kia đây, n a cộng với d nhân với n trừ 1 tất cả chia 2. Đấy. Và chúng ta output ra ngoài. Output ra ngoài là s. Đấy. Và đây chính là giải số 2 đây. Lời giải thứ hai điều hoàn toàn chính xác, và ai giải bài nếu mà chương trình này nếu mà tính điểm theo cách tính là thời gian nữa thì bài cái giải hai này là 10 điểm luôn. Còn cách một thì nó sẽ bị một số n mà đủ lớn ấy, n bằng như ta kiểm tra n bằng bằng 1 triệu chẳng hạn, hay là 10 triệu thì rất là chậm và nó không qua được những cái test bằng những cái test với n lớn như vậy, là cách một sẽ được 8 điểm. Nhưng đấy là với cấp 2 đến cấp 3 nhé, còn với tiểu học thì chắc là cùng là 10 điểm thôi. Tiểu học chắc là người ta bỏ qua, người ta không tính cái thời gian. Nhưng mà cách số 2 là cách là nhanh tức thời. N cái lời 2 người ta nói như lời giải 2 là không phụ thuộc vào n về thời gian. Còn lời giải 1 là phụ thuộc vào n nhé. Lời giải 2 ta có 3 lệnh thôi, rất nhanh. Còn lời giải 1 là nó phụ thuộc vào n. Thì chúng ta sẽ lại lời giải 1 nhất đây này. Nó có lặp về này. Nó n càng lớn thì lặp nó càng càng nhiều và nó càng chậm, càng chậm. Như vậy lời một là lời giải của cách một là phụ thuộc vào số tự nhiên n, là số n số phân tử của dãy đấy, chúng ta chú ý nhé. Lời giải một là hoàn toàn đúng nhưng mà nó không thuật tối ưu như lời giải số 2. Các bạn chú ý nhé. Cái phần này là phần rất quan trọng, chúng ta cùng nhau phân tích để chúng ta làm nhé. Thì chưa biết, tôi chúng ta cùng nhau chúng ta sẽ giải đó trên trên máy tính nhé. Tôi sẽ giải bằng cả hai cách và sau đó chúng ta sẽ cũng lại chúng ta lại thử phân tích nhé. Đây bây giờ chúng ta sẽ cùng biết làm sao. Tôi sẽ như này này, biết tôi giải cách hai như sau. Tôi sẽ cho hai nhân vật làm cùng một đầu vào, tôi cho hai nhân vật làm nhé, và nhân vật nào mà tối ưu hơn sẽ ra trước, vật nào chậm hơn ra sau. Làm chưa nhé, hay hơn thế nhé. Tôi làm này, tôi làm như sau, tôi phân tích như vậy. Đấy. Như vậy là đây là mèo này, và đây là một học sinh này. Đấy. Như vậy là mèo cũng làm, học sinh cũng làm, và chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta sẽ phân tích nhé, phân tích xem là như nào nhé. Đây, đầu tiên là nhập số A trước, xong số D, số N, sau đó chúng ta sẽ chúng ta làm luôn nhé. Thì bây giờ tôi làm như sau này, tôi làm thành một trình luôn cho nó hay nhé. Nhập vào nhé, thì chúng ta sẽ cho là sân khấu là người nhập, sân khấu ra lệnh nhập, sau đó sân khấu chuyển thông tin đến mèo và cụm và bạn này tôi gọi là bạn An nhé. An này, bạn này chúng ta vẫn là một lời giải thôi, chúng ta làm hai cách và chúng ta để mua luôn trong chương trình luôn nhé. Đây là An này, An nhé. Đấy. Còn bạn này là bạn, đây là bạn mèo con nhé, đây là bạn mèo con. Nhưng mà có hai bạn, chúng ta sẽ chứng minh là bạn An tính nhanh hơn là bạn mèo nhé. Đầu tiên chúng ta làm sao, chúng ta cho sân khấu là người nhập nhé. Chúng ta tôi nhập đã, tôi tạo ra ba cái biến nhé, biến A là biến A nhỏ này, biến D này, biến D này, và biến tiếp theo là biến là n này, được chưa, n đúng không, và chúng ta cần thêm cái biến gì, cần thêm cái biến là s là tổng cần tính, và đây là k. Bài này hơi khác một tí nhé, bài này vì có hai người nhập với hai tên khác nhau, cho nên chúng ta quy định là s là mèo tính, còn bạn An thì chúng ta tìm một cái số khác nhé. Tôi đặt một số A, tôi hiệu tên là SA nhé. SA là đáp số của bạn An nhé. Hai biến khác nhau để cho nó tính tục lại với nhau mà. Đó, như vậy là biến K là biến chạy, để biến D bên là biến A, biến D biến N là giống nhau. Bạn mèo được cần biến K để chạy, còn mà An là tính tối ưu, không cần K. Được không nào? Đây. Đây là mèo dùng cái này, mèo dùng ADN, mèo dùng SC và mèo dùng K. Đó. Còn bạn An đây, An thì tính luôn cái này, không cần ai phải tính A, bạn An chỉ cần một cái biến là gọi là SA thôi nhé. Còn N với A với D là dùng chung rồi. Như vậy là chúng ta làm mô tả như sau cho nó dễ. Đây nhé. Tôi cho lập trình cho đầu tiên cho gì, cho sân khấu trước nhé. Đây sân khấu này.
Sân khấu là người nhập nhé. Đầu tiên chúng ta nhập là đầu tiên nhập nhập số A nhé. Nhập số A này. AD là phải dương hết nhé. Đây. Nhập số A nhé. À đây. À. Bước tiếp theo là nhập gì? Bước tiếp theo là nhập số gì? Nhập số D. D. Và đây sẽ là D. D. Và bước tiếp theo nữa là nhập số N. N nhé. AD cho bất kỳ không quan trọng, nhưng mà D cho tôi sẽ cho thật to. N cho thật to để ta thấy là nó khác nhau. Đây nhé, đây này. Khi mà nhập xong rồi thì chúng ta gửi một thông điệp để cho hai bạn cùng làm cùng một lúc. Thông điệp này là gửi cùng một lúc nhé. Đây, gửi thông điệp là giải toán đi. Giải toán đi nhé. Rồi. Thế bây giờ khi nhận thông điệp thì mèo với cô giáo, mèo với An là cùng cùng làm. Đầu tiên là mèo trước nhé. Để chúng ta lập trình cho mèo này. Mèo đây này. Khi nhận thông điệp là giải toán đi thì mèo bắt đầu làm như sau. Chúng ta nhớ lại mèo. Mèo sẽ dùng cái thuật toán này để làm. Đây mèo đây này. Đấy, mèo sẽ đặt là S bằng 0 và K bằng 0 và mèo thực hiện cái lệnh này. Đây. Mèo thực hiện cái lệnh là đầu tiên cho S bằng 0. S bằng 0. Cho K bằng 0. Cho K bằng 0. Và mèo sẽ là lập lệnh sau là lặp repeat, lặp là n là n lần. Lặp lại n lần đây, n lần nhé. Và một lần như vậy mèo sẽ chain chain s by by cái gì? By là a cộng với k nhân với d. Đấy, chúng ta làm phép cộng đây. Phép cộng đây. Cộng là a. Đây này là phép nhân nhé. Cộng là a. A đây. À, nhân với k nhân với cộng với là k nhân với d. Chúng ta chú ý. Đấy. Được chưa? Và chỗ này là trên k by 1. Trên k by 1. Đấy. Thì xong cái này rồi thì là xong, và mèo sẽ thông báo trên màn hình, mèo sẽ thông báo cái s ra ngoài. Đó là mèo nhé. Đây, đây là mèo này. Đấy, đây là mèo. Và chúng ta sang là cô giáo, tức là không phải cô giáo mà là bạn An. Bạn An như sau. Bạn An là khi mà nhận thông điệp là làm đi này, bạn An làm như sau, rất đơn giản. Bạn là tính công thức thôi. Bạn An tính cái S. Đây, tính cái SA. Đây, tính riêng SA là như sau, chúng ta sẽ lại công thức nào. SA của bạn An đây này. Bạn An nhé là N nhân với A cộng. Như vậy là một phép nhân này. Ở đây là một phép cộng này. Xong bên trong nó là một là phép nhân, phép trừ, phép chia hay là nhằng nhé. Chúng ta làm từ cái một nhân, đầu tiên là phép nhân trước nhé. Nhân sau bên này là phép cộng. Chúng ta làm phức tạp hơn một chút. Đầu tiên là cái phép nhân trước này. Nhân trước này. Đấy. Nhân đầu tiên là nhân là n. Cho n ra ngoài n nhé. Nhân những gì? Nhân lên một cái phép cộng. Một cái phép cộng. Chúng ta sẽ lại làm cho cẩn thận nhé. Phép cộng này. Đó. Đây. A cộng với cái này, ta cho A cộng trước đi cho nên yên tâm này. Nhá, đây là đầu tiên là A này. A cộng với cái gì? Đây là phép cộng nhé, đây là cộng này, đây là phép nhân này. Cộng to làm thì cho nó dễ nhìn nhé. Đấy. A cộng với cái gì? A cộng với là đây, cộng với cái này. Đây là một phép nhân chia, phép nhân phép hai là phép trừ nữa, là không nhân phép chia, thì tôi làm phép nhân phép chia nhé. Ở đây sẽ là phép cả cộng gì, ở đây sẽ là một phép nhân phép chia, phép nhân và một phép chia. Đấy, đây là chia hai được chưa? Chia hai nhân cái gì? Nhân cái này, chúng ta vẫn phải xem lại hãy quên là d nhân với n là trừ một. Đây sẽ là d nhé, chúng ta sẽ là d. Chỗ này là n trừ 1, ta vào đây một cái phép trừ nữa. Đây, trừ đây.
trừ đi n trừ 1. Chúng ta đều vào đây. Đó. Đó. Thì đây chính là cái phép mà cái SA ở đây. Đấy. Cho nhỏ lại nhé. Nhìn rõ không? Nhìn rất là rõ đấy. Đó. Và cô giáo và bạn A này chỉ đi lên là C thôi. C cái SA. Đấy. Được chưa? Xong rồi đấy, bây giờ tôi thử nhé. Bây giờ tôi thử cho các anh bây giờ chạy này. A này cho A bằng 2 này, D bằng 3 này và N bằng 10 chẳng hạn. Đấy. Hai bên cô ra hai rất ra đồng thời rất nhanh đúng không nào? Ra nhanh. Nhưng với N màu nhỏ thì dễ ra, bên N màu to ra thử nhé. Đấy, A bằng 2, B bằng 3 và N bằng 1000. N bằng 1000 là cả hai làm gần như đồng thời nhé. B cho tăng N là 1 triệu nhé. A bằng 2, D bằng 2 ấy đi. Và N bằng 1 triệu. 1, 2, 3. Đấy. An tính rất nhanh, còn mèo tính chậm. Thế là mèo chậm hơn một chút, thế không nào? Bạn thấy như vậy là đấy. Khi mà N nó tăng lên ấy thì bắt đầu chúng ta cảm nhận là thấy chậm. Con đường ăn đường nhỏ, ăn đường bằng một vài ngàn hay là một vài nghìn, 10.000, 20.000 đều thấy như nhau, cũng gần nhau, nhưng N lên 1 triệu là thì khác rồi. Tôi cho N lên 10 triệu nhé. A bằng 2, D bằng 3 và N bằng 10. 1, 2, 3. Đấy. Bạn An làm rất nhanh, trong tích tắc là ra, nhưng mèo là chậm hơn. Thì ở đây các bạn thấy rõ là như vậy là vẫn là cái bài đó, nhưng mà lời giải là nó có sự khác biệt. Đấy, là cách một làm rất đúng, không gì là sai cả, nhưng nó chậm hơn. Thế quả thế vậy là 10 triệu nó chậm hơn rất đáng kể, trong khi bạn A làm thì rất nhanh. Đấy, chúng ta cảm nhận được không? Chúng ta cảm nhận được cái sự khác biệt. Đấy, như vậy là vẫn là như vậy. Khi nói đến giải toán ấy, khi nói thuật toán ấy, là bắt đầu chúng ta phải nói đến cái chuyện là cái tính tối ưu. Tối ưu đó là nằm thuộc vào cái chương trình và cái thời gian chạy của một cái chương trình. Thành công nào? Đây là một cái ví dụ rất đơn giản thôi, nhưng mà thì thấy rất rõ là lời giải 2 là tính trực tiếp thì thời gian chạy rất nhanh. Còn cái lời giải 1 ấy, rất đúng, không gì sai cả, mà thậm chí lời 1 nhìn vào còn sáng sủa hơn, rõ ràng hơn, nhưng mà nó lại chậm bởi vì là có cái vòng lọc ở đó. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Nhưng mà tôi lưu lại cái bài này nhé. Đây là một cái bài rất hay, rất điển hình để chúng ta thấy là bắt đầu thấy nó khó hơn một chút rồi nhé. Thì tôi mới lưu lại cái bài này. Đây là cái bài số 3. Tôi đã ghi được có 3 bài, ít quá nhỉ. Bài 3 là tính tổng cấp số cộng. Ở cái bài nãy là mình chưa ghi sao nhỉ? Cái bài nãy là bài chưa ghi ra. Bài nãy là cái bài tính cái tổng như vậy là tôi chưa. Thế là chúng ta làm 4 bài rồi, nhưng bài vừa rồi chúng ta làm thời gian sắp hết rồi, bây giờ tôi làm thêm một bài nữa thôi nhá, để chúng ta cái hình dung nhé. Đây bây giờ tôi làm thêm một cái bài nữa, bài là bài số 5. Như vậy là đây, hôm nay chúng ta làm một số bài đơn giản đã, còn sau này tôi nói luôn nhé, khi mà lớp chúng ta kết thúc ý, thì tôi sẽ mở tiếp luôn một lớp nữa. Lớp này tôi định là tôi sẽ miễn phí hết cho tất cả những bạn nào mà muốn học sâu hơn về thuật toán, muốn học sâu hơn về những bài giải toán để thi tin học trẻ, thì lớp này tôi sẽ mở một lớp như vậy là miễn phí thôi, để giúp các bạn là chuẩn bị thi. Thì sau đó tôi sẽ làm những bài tập khó rất nhiều lần nhé. Bây giờ tôi làm sang bài số 5 như sau nhé. Bài số 5 cái bài cũng đặc biệt cho chú ý nhé. Bài số 5 là như sau này. Bài số 5 là cái bài là như sau, là giải cái phương trình sau đây. Giải cái phương trình sau. Đây là 2x cộng với 5y bằng 50. Đấy như vậy này. Thấy nhá. Ở đây số x, y và là các số nguyên không âm. Giải trong phạm vi các số nguyên không âm. Ở đây x, y là cái giải trong phạm vi là các cái số nguyên. Số nguyên và không âm, tức là lớn bằng 0 đấy. Tức là điều kiện là gì? Là x phải lớn hơn nó bằng 0 và y phải lớn hơn nó bằng 0. Bài này các bạn thấy lạ không? Bài này hơi lạ đấy. Thì những cái bài như này là cái bài với toán học cho chúng ta giải một cách khác.
Còn với riêng những bài này thì chúng ta phải lý luận và chúng ta sẽ giải bằng 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 lập trình, bằng cách là chúng ta là thử thử thôi, chúng ta duyệt trên tất cả cái bộ XCI thỏa mãn được cái. Nhưng mà bài này lời giải dành cho lời giải bài này là gì? Chúng ta phải duyệt, phải tìm kiếm trên tất cả các bộ XCI để sao cho là thỏa mãn cái kia, thì chúng ta sẽ được trải nghiệm. Bài này như sao? Bài này là yêu cầu là hãy yêu cầu như sau: yêu cầu là hãy chỉ ra yêu cầu đầu ra của nó, đầu vào là quy trình thôi. Yêu cầu là như sau: yêu cầu là chỉ ra, đưa ra màn hình, đưa ra tất cả các nghiệm. Mỗi nghiệm như vậy là một cái bộ XY thôi, đúng không nào? Tôi lấy ví dụ như này, chúng ta có này, ví dụ chúng ta có nhé, x bằng 25, y bằng 0 là một nghiệm này, thấy nghe nhé. Hay là nghiệm nghiệm thứ hai này, nghiệm thứ hai là x bằng 0 và y bằng bằng 10 là một nghiệm đấy, đúng không? Hay là x bằng 5, x bằng 5 và 5 đây là 10, 5 đây là 10 và là 40, x bằng 5 và y bằng 8 một nghiệm. Đấy. Liệt kê ra tất cả các nghiệm này. Đấy. Được chưa nào? Đấy, thì là giải như sau nhé. Vì tôi đưa ra một lời giải mà nó tôi tạm đưa ra một lời giải nó cảm giác nó rõ ràng và sáng sủa thôi, nó có thể nó chưa tối ưu nhưng mà là chúng ta làm đúng đã. Thì lời giải như sau. Lời giải là chúng ta phải ý tưởng là gì, chúng ta tìm và thử. Lời giải như sau. Lời giải chúng ta tìm và thử tất cả các cái bộ XY, các cái bộ số XY. Nếu mà cái bộ nào mà thỏa mãn quy trình trên thì là đúng. Sao cho thỏa mãn cái phương trình trên, đúng không nào? Thì nếu mà ta thử thì thử rất nhiều nhưng mà làm sao thử cho nhanh hơn cả, thì tôi sẽ đưa cái giải đến sau nhé. Đây, chúng ta luận như sau này. Đây nhé. Chúng ta có này, chúng ta lý luận này. Chúng ta có là 2x cộng với 5y bằng bằng 50, đúng không nào? Vậy suy ra như sau. Vậy suy ra là 2x bằng bằng là 50 trừ 5y, đúng không nào? Vậy suy ra là x gì bằng 50 trừ đi 5y chia cho 2. Đấy. Vậy suy ra thì vậy suy ra thì suy ra là suy ra là nếu biết y thì ta biết x gì. Vậy là x gì tính tính được qua y nhé. Được chưa? Như vậy suy ra thì ta suy ra như sau. Suy ra ta chỉ cần tìm y thôi, không cần tìm x gì. Như vậy là gì? Suy ra là gì? Chỉ cần tìm y thôi. Còn x gì là cái số mà thỏa mãn là gì, là thì sẽ tính x gì với điều kiện là gì, là cái số là 50 trừ 5 y là phải là một số chẵn, đúng nhé. Tìm x gì được chưa? Đó, x gì sẽ bằng là 50 trừ đi 5 y tất cả chia 2. Đấy. Bây giờ y tí gì mà sao nhỉ? Ta có này. Ta có là 5y nhé. 5y là cái số là phải nhỏ hơn thì phải nhỏ hơn hoặc bằng 50, vậy là 50 mà, đúng không? Mà nhỏ lớn hơn là bằng 0. Vậy suy ra gì? Suy ra là gì? Là 0 nhỏ hơn hoặc bằng y và nhỏ hơn hoặc bằng 10. Đấy. Như vậy chúng ta cần tìm y trong khoảng từ 0 đến 10 thôi, ta rất là nhanh. Được chưa nào? Đấy, bây giờ chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ tìm y chạy từ 0 đến 10. Với mỗi y như vậy, chúng ta kiểm tra xem 50 trừ trừ y có phải là chẵn không. Nếu chẵn thì chúng ta tìm x gì và đưa ra. Đấy, biết cái giải như sau nhé. Lời giải như sau này. Lời giải đây là lời giải này, lời giải bài toán trên mô tả bằng bằng mặt pseudo code này. Như sau nhé. Được chưa? Như sau nhé. Chúng ta thấy không nào? Như vậy là gì? Là y chạy từ 0 cho đến 0, 1, 0, 1, 2, 3 cho đến là 10. Suy ra là y chạy bao nhiêu? Y chạy là 11 lần.
11 lần là xong đúng không nhỉ? Như vậy là chỉ cần lặp 11 lần là xong. Cho làm như sau. Chúng ta đặt y bằng gì? Đặt y bằng 0. Đấy. Chúng ta repeat. Repeat 11 lần. Bài này đơn giản nhất thế này thôi. Được chưa? Sau khi chúng ta kiểm tra nên mà if này này, if nha. If mà 50 trừ đi 5y mà là 1 2 chia cho 2 đấy mà bằng 0. Nếu như này thì gì? Thì tìm được y đúng không nào? Tìm x gì? Đây nếu như này thì tôi đặt đặt x gì bằng là 50 trừ đi 5y chia cho 2. Chia cho 2 đúng không nào? Mà chúng ta đưa ra đưa y ra ngoài hay là output x y ra ngoài. X y ra ngoài. Đấy, thế này. Được chưa? Đấy. Bây tôi mô tả tỉ mỉ hơn nhé. Cái giải này mô tả một cái giải mô tả là tạm thời, bây tôi mô tả cách hai tỉ mỉ hơn. Tôi sẽ đưa ra dưới dạng là một cái show. Thì ta làm như sau. Đây. Đấy nhé. Lời giải chính thức này. Lời giải chính thức như sau nhé. Lời giải sẽ đưa ra dưới dạng là show ký tự, là một cái show kiểu là SC. Đây, mô tả nhé. Đầu tiên tôi đặt là SC bằng 0. SC là một cái show rỗng. SC là một cái show rỗng. Đây. Khi mô tả thì tôi dùng kiểu này là để tôi mô tả là một cái kiểu này là mô tả cái chú thích. Đây là chính là show kết quả, chính là show kết quả. Show này sẽ đưa ra tất cả, show này là show đưa ra tất cả các kết quả đấy nhé. Rồi tôi đặt này, đầu tiên tôi đặt y bằng được rồi, đây có thêm một lần nữa là đây này. Phải lần nữa đây này. Quên mất nhé, là phải là y bằng y cộng 1 nữa cơ. Đấy, đặt lại nhé, y bằng 0 này nhé. Bìa repeat là 11 lần thôi. 11 lần nhé. Đó. 11 lần. Rồi, bây giờ tiếp theo nhé. Tôi đã kiểm tra này là if này. If nhé. 50 trừ đi 5y mà là 1 2 bằng 0. Tức là thì làm như sau. Tôi đặt x gì bằng mà là 50. 50 trừ đi 5y tất cả chia cho 2. Được chưa? Và tôi viết như sau. Đây, tôi lấy số SC bằng số SC tôi cộng với gì? Cộng với như sau. Cộng với cái số gồm có là gì? Là ký tự là dấu mở ngoặc này. Đó. Sau đó là x gì này. Đấy, sau là x gì nhé, sau đó là gì, nối vào đấy, nối nhé, nối cộng x gì này, cộng với dấu phẩy nhé, cộng với y và cộng với cái dấu gì, dấu đóng ngoặc này. Đấy, và ở đây này, ở chỗ này là y bằng y cộng 1. Đấy, y cộng 1. Và cuối cùng tôi output ra ngoài. Output ở đây. Tôi output ra ngoài. Output S. Đấy. Đây là lời giải chính thức nhé. Đấy. Vì giờ rất nhiều nghiệm thì tôi phải ghép các nghiệm, tôi ghép tôi bổ sung vào và SC tôi cộng thêm vào bên phải. Như vậy SC là số rất là dài, lưu tất cả các cái bộ số là cộng dạng là XC phải y. Đấy. Được chưa? Đấy, bây giờ tôi giải nhé, tôi làm bài tập trên nhanh trên màn hình nhé. Các bạn cùng nhau cùng với tôi làm thì nó cũng bài này cũng đơn giản, chúng ta cần nghiệm là nghiệm gì, nghiệm của chúng ta là XCI và SC thôi nhé. Đấy. Thì chúng ta sẽ new một cái trình mới nhé, cái này ghi chưa nhỉ? Ghi rồi đúng không? New mới nhé. Đây. Chúng ta cần cái biến là bên XCI. Biến là XCI.
biến thứ hai là biến y, biến thứ ba là biến s gì, được chưa? Đấy. Được rồi, bây giờ tạm làm luôn này, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Đây, ban đầu tôi đặt là cái biến s gì là một cái sâu rỗng, s gì đây, sâu rỗng tôi vừa xóa đi, tôi xóa đi này. Đây là sâu rỗng rồi nhé. Rồi sau đó tôi đặt y bằng, chúng ta nhớ lại nhé, y này, chúng ta đặt y bằng 0 này. Đó. Sau đó chúng ta repeat là 10 lần, 11 lần, repeat là 11 lần. Và như vậy chúng ta đặt như sau. Chúng ta if nhé, if chúng ta dùng cái hàm mà này, chúng ta dùng cái này, dùng cái hàm dấu bằng này. Kiểm tra nhé, nếu mà cái hàm mod 2 này, đây là cái hàm đưa cái hàm là mod 2. Đây hàm mod 2 nhé. Đấy. Mod 2 bằng 0 là cái gì? Mod 2 là cái gì? Là 50 50 trừ đi 5y. Đấy, 50 trừ 5y, đây cái chỗ này rất quan trọng nhé. Chúng ta lấy 50 là phép trừ nhé. Đây. Chúng ta lấy 50. 50 trừ đi 5y, trừ đi 5y ở đây. Trừ đi 5y. Nhé. Trừ đi 5y. Nếu số này mà mod 2 mà bằng 0 chia cho 2 đó, thì chúng ta đặt x gì bằng. Đấy. X gì bằng cái này này, bằng cái này này. Chúng ta copy cái này sang nhé, 50 cho 5. Đấy, cái này chia 2 nữa là mình phải chia 2 nữa mới ra, mình ra y nhé. Đây. Chúng ta đưa cái này vào đây. 2. Đấy. Nếu cái này bằng này. Đấy. Được chưa? Sau đó thì chúng ta làm luôn, nếu cái này đưa vào đây nhé. Và chỗ này sẽ là tăng y lên một đơn vị trên y by 1. Y tăng từ 0 cho đến đây. Ở chỗ này chúng ta phải đưa ra luôn này. Chúng ta đặt là gì? Đặt là s gì bằng s cộng đây, chúng ta vào s thì chúng ta dùng lệnh này này, s. Chúng ta dùng lệnh gì rồi là set. Set s gì? Đúng nào? Bằng s gì cộng, chúng ta nối cái này và chúng ta nối lại dùng cái join này. Đấy nhá. S gì này thì bằng s gì, bằng s gì cộng cái số này, đây số rất lớn nhỉ, số này là cái số mà ta phải nối nhiều nhỉ. S gì bằng s gì nối cho cộng nhé, nối cái này này, mở ngoặc này, xong cộng với x gì này, như vậy là 1 2 3 4 5. Chúng ta cần nối 5 cái kìa. Nối hơi dài một tí nhá, chúng ta cùng nhau nối này. Nối hơi dài một chút nhé, để tôi mở lại. Nối này dài một chút, chỗ này rất là dài nhé. Chúng ta để cái này ở đây này. Đấy. Ở chỗ này ta phải nối 5 cái liền cơ. Đây tôi nối cho bạn xem nhé. Nối vào nhà. Đây là 1, 2 này. 3 này. 1, 2, 3, 4. Vẫn là 4, 5 cái nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là dấu mở ngoặc. Mở ngoặc nhé. Ở đây là x gì? Đây sẽ là x gì? Nhé. Ở đây là dấu gì? Là dấu phẩy. Phẩy. Ở đây là y. Hiểu không nào? Và đây là dấu đóng ngoặc. Đóng ngoặc. Nhưng mà phải có một dấu phẩy nữa. Vì ta cần dấu phẩy. Cho nên là phải làm như sau. Ở chỗ này sẽ phải chỗ này hơi dởm đi cho được. Dấu cách đi. Tôi để dấu cách đi nhé. Ở chỗ này ta để dấu cách. Đấy. Cái gì như này thì ta yên tâm này. Đấy. Được chưa? Sau đó thì chúng ta mới kết thúc, chúng ta mới đưa ra ngoài, ta mới output ra cái s gì. Chúng ta dùng lệnh say output ra cái s gì. Đấy. Thì tôi thử nhé, chạy thử xem được ra không đúng không nhé. Bên này đầu vào là chạy luôn ra luôn đấy. Thế này, 250 này. Đây, 22 này. 154 này, 1658 và 010. Như vậy là 1 2 3 4 5 có 6 nghiệm tất cả. Hay không nào? Bạn có thể thử nhé, xem đúng không nhé. Nhưng mà cái bài này là cái bài chúng ta ghi ra, cái bài là cái bài 5 là giải phương trình. Giải phương trình nguyên. Thì các bạn thấy như vậy, đây là cái bài đặc biệt đấy. Giải phương trình mà chúng ta có giải bằng toán học, mà chúng ta giải trên máy tính, chúng ta bằng cách chúng ta duyệt và thử. Được chưa?
Rồi hết giờ chúng ta nghỉ nhé. Phần đề thực sự nhiều bài tập đấy, tôi sẽ cho các bạn bài tập, các bạn làm thử nhé. Và chúng ta làm thì đến buổi hôm sau, hôm nay là buổi chúng ta làm bắt đầu, chúng ta học cách viết chương trình bằng pseudocode và chúng ta làm các bài tập đơn giản, hôm nay cũng đơn giản. Đến buổi sau chúng ta sẽ bắt đầu làm các bài tập khó một chút, được chưa? Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Để em được rồi. Ôi được rồi. Chào cậu, chào các bạn.